Em rất là muốn hỏi anh Tài về những cái bài hát của anh Tài. Đầu tiên là bài Nhỏ ơi, anh hãy kể cho em với lại khán giả biết về xuất xứ của cái bài đó nó như thế nào. Thật sự cái bài Nhỏ ơi là của ca nhạc sĩ trẻ Quang Nhật. Em cứ nghĩ là anh Tài viết bài đó thôi, tại vì anh nhớ hoài cái hình ảnh mà anh ôm cây guitar, là anh cứ hát rồi trời nó dễ thương vô cùng luôn. Trong, Thì em nghĩ là anh trong hát. cái tiểu phẩm Gã Lâu Manh và Chàng Khờ thì không phải mình em đâu Lan, ngay cả là cái hội đồng phúc khảo đó cũng nghĩ là anh là cái người sáng tác này đó, tại nó vô cái khớp của cái tiểu phẩm đó. Anh không nghĩ là cái bài hát ngắn như vậy mà khán giả thích tới bây giờ luôn. Trên mười mấy năm rồi. Đúng rồi. Anh có dự tính là mình sẽ quay trở lại với dự án âm nhạc của mình không? Anh đã và đang làm. Anh lại thành công rất là nhiều ở cái lĩnh vực hài. Tới thời điểm này người ta chỉ nhớ anh là ở cái một người rất là hài hước và một Đúng. người diễn hài thôi. Đúng. Thì anh có bị chạnh lòng không? Anh có buồn và anh có cảm thấy là thỏa mãn và vui với cái danh hiệu đó của mình hay không? Tới giờ phút này anh nói chuyện với hai em thì anh vẫn thỏa mãn và anh rất là vui. Dạ. Mình trên gần 20 năm, gần 20 năm anh đi diễn hài với là thì anh thấy là khán giả rất là thương mình. Dạ. Thì mình phải thấy cái đó là hãnh diện chứ. Làm Dạ. sao mình chạnh lòng được? Dạ. Đúng không? Anh chỉ chạnh lòng cái là cái ca nhạc. Anh muốn trở lại thì nó khó quá. Thật ra là anh cũng cảm ơn chương trình đã cho anh có cái thời gian để mà chia sẻ cái tâm sự của anh về cái vấn đề mà anh muốn trở lại cái sở trường cũ của anh là ca ca với đàn đó. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Ôi, Bây giờ ơi, trời, anh văn kỳ hãy ăn một miếng gỏi cuốn của Ngọc Lan đích thân làm, và em sẽ vào bên trong em đi kiếm cái đàn và em ra đây ăn xong có năng lượng dạt vào, em muốn anh đàn cho em hát. Lan hát, Lan hát bài Nhỏ Cũng ơi, được. sau đó tới em hát. Rồi đàn đi, đàn 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 đi. Ông chưa. Anh đàn đi. Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay, thì thầm ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhỏ không. Thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu. Thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa, giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình nhỏ ơi. Còn gì đâu hơi nhỏ, bao nắng chiều vui phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô. Thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi. Có khi nào mà anh vừa đàn vừa hát và vừa tâm sự với chị Loan? Có em, lâu lâu nhưng mà chị Loan thì ít, chị ít nghe anh hát lắm, chị ít nghe mà FaceTime mà gọi là lãng mạn vậy lắm. Rồi 6 tháng xa vợ rồi buồn dữ lắm không anh? Đây anh có cái này giúp anh nhiều. Lúc nào anh cũng ôm một người này và anh ngồi ngay đó anh tập đàn tập hát những bài hát mới. Tốt mà. Em muốn mang đến cho anh một sự bất ngờ nữa. Rồi đâu giờ là bất ngờ nhiều. Chờ đó. Sao không bàn với em trước vụ này vậy ta? Không, bàn trước là không hay em. Anh không biết gì luôn. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái đó là cũ quá anh. Em cũng đang tính nói. Không nên đi tặng anh một cái laptop cũ như vậy. Cũ vậy? Thấy không? Anh thấy không? Thấy thấy. Cái này nhà anh mà.
Nhà anh hả? Nhà anh bên Mỹ. Rồi, mời anh coi. Đây là ngôi nhà hạnh phúc của bé Heo và ông xã Chí Tài đây. Trong sân trước, dạ, của bé Heo. Lúc nào cũng có heo, heo lớn, chứ heo nhỏ, heo tí tẹo. Vì là tên bé Heo, nên ở đâu cũng có heo. Đây là phòng khách của nhà bé Heo. Những chú heo, cô heo anh Tài mang từ Việt Nam về cho bé Heo. Nói chung là tại vì khổ tuổi hả? Cũng có heo. Trời ơi, dễ thương quá à. Heo nhỏ xíu cũng là heo. Trên đàm Zano cũng heo. Tất cả những này là anh mua hết? Anh có người tặng, có người mua. Anh phải anh mua cái vàng ở trên. Thì ghét không? Tù đó. Thì ghê không? Hello ông xã. Bé Heo vừa mới đi nhà thờ về. Mỗi Chủ nhật bé Heo đi hát lễ ở nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình được mạnh khỏe, cho má và các anh chị em trong nhà, và nhất là ông xã đang đi làm việc ở Việt Nam. Ông xã đi 5 tháng rồi. Lúc trước ông xã đi chỉ có 1 tháng là nhiều nhất. Có sáng ông xã về 2 lần. Nhưng là bây giờ vì thời gian Covid nên ông xã phải đi lâu như vậy. Bé Heo nhớ ông xã. Ông xã nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bé Heo biết anh khó tánh, ăn uống lắm. Ăn cá thì phải dẻ xương ra. Không thích ăn xương. Ăn thịt sườn cũng vậy, cũng phải lấy xương ra. Bé Heo biết ý nên ông xã thích ăn đồ ăn của bé Heo làm. Hai vợ chồng mình ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gọi phone nói chuyện, vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Ông xã cố gắng nghe. Bé Heo biết ông xã thích sinh hoạt văn nghệ nên ông xã phải về Việt Nam, vì bên đây thời gian này không có làm gì hết. Tội nghiệp ông xã. Ông xã ở đây ông xã buồn lắm. Thôi, để bé Heo hát cho ông xã nghe nha. Nếu hỏi rằng em yêu ai thì em rằng em yêu má nè, thì em rằng em yêu anh chị nè, yêu hết cả nhà, nhưng nhất là ông xã Chí Tài của bé Heo. Bye anh. Trời ơi, thương quá kìa. Thật ra là một món quà rất quý hơn tất cả những quà bằng tiền hay là bông. Mà bữa nay thấy đó là anh cảm ơn chương trình nhiều. Cho anh cái món quà này đó là anh rất là xúc động. Thôi thì bây giờ nè, chị đã nói rồi, anh đáp lại đó để chị có thể yên tâm.
không lo, để cho em đỡ lo. Dạ, anh cầu mong rằng xin nó có lẹ lẹ chút để vợ chồng mình có thể gặp nhau. Anh rất là nhớ em. Rồi hôm nay thì phải nói là em và Ngọc Lan rất là cảm ơn anh về một cái buổi gặp gỡ như thế này. Trước tiên là chúc anh mau sớm như là đoàn viên với chị, và chúc anh có thật nhiều sức khỏe và tất cả những dự án ấp ủ của anh và thành công.